Xa thú xa thú làm thầy, y đằng nhô nha, vì năng hô tu su ki tao tu nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây, hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Y đăng watano punyang a sawa khaya quá hằng tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, chúng con xin cảm ơn sư đã truyền tâm quy và bát quan trai giới và những gì chúng con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng cùng với con lễ bái tam bảo, sám hối tam bảo và thọ trì quy giới cùng là bát quan trai giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng trong pháp học, mong rằng quý vị hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là con xin sám hối vì đã quá là 4 phút, thì có gì sơ suất xin sư Trí Đức, xin sư Pháp Trang, sư Pháp Thanh thứ lỗi cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin xin ngài Trí Đức giảng dạy ngày hôm xin pháp cú ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Hài Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 410. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đề bồ tát sa sát thu nô lô ca nam man tha sa huy na ca rô cô sắp bành nhu bút thập bát ti phù ti sanh nhát tô quan đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô su gát tá sa sa quát gồ sít kha su ca mô quát gát thầm mát sít kha gồ niền đà bát sẵn sa đi á nà đá rô quát rô quành đà mát hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo trên văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che na se kha me e tu wa thanan ta sa vi a lu pha we na sa ha sa ye na se chật tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Ya. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 410. Quý vị nhìn lên màn hình ha. Âm thanh vừa đủ nghe không ạ? Hay là lớn quá hay là nhỏ quá, quý vị cho ý kiến ha. Nghe rõ, vậy là tốt ạ. Câu Phật ngôn 410. Asayasanawicchanti Asayasanawicchanti chân tị a sa ya sa na vi chân tị. Câu số 2.
mình lô kê ba rằm hi dạ as mình lô kê ba rằm hi dạ as mình lô kê ba rằm hi dạ. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Asayasana vichanti asmin loke baram hija. Asayasana vichanti asmin loke baram hija. Asayasana vichanti asmin loke baram hija. Câu số 3, câu số 4. Ni ra sa yang vi sang yu tang. Ni ra sa yang vi sang yu tang. Ni ra sa yang vi sang yu tang. Tama hang pro mi pram mát nang. Câu thứ 4 dễ ha. Ni ra sa yang vi sang yu tang. Tama hang pro mi pram mát nang. Ni ra sa yang vi sang yu tang tama hang pro mi pram mat nang. Ni ra sa yang vi sang yu tang tama hang pro mi pram mat nang. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 410. Asayasana vichanti as min lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang vi sang yo tang tam hang pu mi pram ma nang. A sa ya sa na vi chan ti a min lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang vi sang yo tang tam hang pu mi pram ma nang. A sa ya sana vi chanti asmin loke baram hi chani ra sa yang vi sang yu tang tam hang pu mi pram ma nang. Cái giọng kinh chúng ta đọc một hơi, bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm, thì quý vị có thể dừng bất cứ chỗ nào trong cái câu này, nhưng mà nên dừng lại nơi trường âm. Còn nếu quý vị có hơi sức thì đọc liền một hơi. Thì quý vị chú ý ha. Câu Phật ngôn 410 chỉ có một cách đọc, tức là đọc liền một hơi, không được nghỉ ở cuối câu số 2, bởi vì nó là một đoạn âm. Vậy thì tới cuối câu số 2 mà quý vị coi như đứt hơi thì quý vị chạy qua ni ra rồi dừng lại, thở ra, thở cho nó khỏe, rồi khi đó mới đọc tiếp ha. Còn không thì quý vị có thể dừng lại nơi câu số 2. Asayasana vichanti asmin loke baram. Hoặc là lô kê, rồi quý vị có thể dừng lại, là tùy ha. Đó là giọng kinh. Còn bây giờ giọng kệ, một câu có 8 từ thì chúng ta chia 2, và giọng kệ thì đọc một lần 2 câu nha, chứ không phải đọc từng câu một. Chúng ta đọc chưa? Asayasa na vichanti asmin loke baram hi cha. Ni rasa yang vi sang yun tang ta mahang pro ram manang. Asayasa na vichanti asmin loke ba răng hi cha. Ni ra sa yang vi sang yun tang ta ma hang pu mi pram ma nang.
Saya sana wejan tinga meloke barang hijam ni rasa yang we sang yon tang ta mahang pro mi pam manang người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát đã gọi Bà La Môn. Rồi xin mời Sư Mê Ta, Sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. À, con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 410. A sa yat sa na wit chan ti as min lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang wi sang yut tang ta ma hang pro mi pram ma nang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. A sa hai trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, át trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. A sa yat sa na wit chan ti as min lo ke ba ram hi cha. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ní đoạn âm, ra trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý trường đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni ra sa yang vi sang yut tăng tá má hăng ru mí pram má năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. A sa yat sa na wit chan ti as min lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang vi sang yut tang ta ma hang pro ram ma nang. A sa yat sa na wit chan ti as min lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang vi sang yut tăng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Dạ, con xin kể. A sa yat sa na wit chan ti at min lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang vi sang yut tang ta ma hang pru mi pram ma nang. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin hãy cùng với đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Hôm nay con không mỏi nhọn nữa, không có cà cây dây nỏng nữa, con phải có công chuyện bạc. Con xin trả bài kinh pháp cú câu 410. Dạ lại con đi vừa mới về con đi nữa. Để trả bài cho rồi đi.
Quý vị nghe rõ hay sao có hai người nghe rõ vậy trời? À, rồi có nhiều người nhiều rồi rồi, rồi thấy rồi thấy rồi. Ơi ba bốn người vậy đủ rồi, vậy đủ nhiều mà chị, rồi rồi cảm ơn. Ai, tại con mắt dồn chỗ này chỗ kia đó mà. Thôi được rồi. Thôi. Con xin trả bài kinh pháp cú câu 410. Asayasanawi chan tiasmin loke param hichani ra sayang visang yuk tang tamahang ro mi ram manang. Asayasanawi chan tiasmin loke param hichani ra sayang visang yuk tang tamahang ro mi ram manang. Phân tích câu 1, câu 2. A sa hai trường âm thông thường, yas trường âm ngắn, xá ná hai đoạn âm, quýt chanh hai trường âm ngắn, tí đoạn âm. Câu số 2, as trường âm ngắn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, râm râm trường âm ngắn, hí chá hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Asayasanawichan tiasmin loke param hijanira sayang wisang yuk tang tamahang ru miram manang. Câu 3, ní đoạn âm ra chứ không phải ra nghe sư, ra về đó, ra đi đó. Ní đoạn âm ra trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giúp trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4 dễ rồi đó. Sư lần nào cũng tới hết cái 423 kinh pháp cú thì không thấy cái câu này nữa. Đó. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm ngắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài. Rồi ca kệ. Ni ra sa dần quý sần giúp tăng ta má hằng ru mi râm má năng. A sa yas sa na quýt chăng ti as min lô kê pha râm hi cha ni ra sa dần quý sần giúp tăng tamahang ru mi ram manang. Các bạn cần đọc lại nhờ không? Hãy đọc lại lần để đi đọc nhanh chút. Asa yasana wichang tias min lo ke param hijanira sayang wisang yuk tăng tamahang ru mi ram manang. Trời chưa đọc kể sao cho sao sư cho xước ba cái bông hoa dàn khe hướng dương si, sao con nghi ngờ quá, con có sai vậy ông sư? Để con đọc cái câu dịch này là người không có hy cầu. Chà, chữ hy này con không hiểu, cái này hy vọng bông cầu. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ là con ca kệ nghe sư. Nghe giọng quanh vàng lỗn rãng của con đây. À sa ya sa na vi chang ti as min lo ke pa ram hi cha ni ra sa yang vi sang yuk tang ta ma hang ro mi ram ma nang. À sa ya sa na vi chang ti as min lo ke pa ram hi cha ni ra sa yang vi sang yuk tang ta ma hang ru ni ram ma nang. Rồi con giọng ca giọng giọng chuông vàng rỗn rãng đã xong rồi, chắc sư cho ba cái bông hoa này chắc là không có sai gì phải không sư? Dạ con xin cảm ơn sư trước nghe, và dạ, cảm ơn quý vị khán giả nào đó, khán giả nào an nhiên cho bông hoa nữa. Rồi rồi cảm ơn nha. Gặp quý vị sau nghe. Chúc quý vị ăn vui nghe. Mời Hồng Dung nghe. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Chàng xin trả bài câu Phật ngôn 410. A sa ya sa na vi chan ti as min lo ke param hi cha ni ra sa yang vi sang yut
tằng ta ma hằng rồ mi pram ma nằng. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có xin thứ hai ạ. A, sa là hai trường âm thông thường, yas là trường âm nhấn. Xá, ná là hai đoạn âm, wik, chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô, kê là hai trường âm thông thường, và âm, ram là trường âm nhấn, hí, chá là hai đoạn âm. A sa ya sa na wik chan ti as mình lô hí chá. Câu 3 và câu 4. Ní âm ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút là chấn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là hát âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa ya sa na vi chan ti as mình lo ke ba ram hi cha ni ra sa yang vi sang yut tang ta ma hằng pro mi pram. Con xin kể ạ. Asayasana wikchanti asming loke param hicha nirasayang wisang yutang tamahang pro mi pramanang. Asayasana wikchanti asming loke param hicha nirasayang vi sang yut tang tamahang pro mi pramman. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và các đạo hữu chỉnh sửa. Con kính tri ân sư. Dạ con xin xuống mic. Xin mời ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú 410. Asa yat sana vit chan ti as ming lo ke param hi cha ni ra sa yang vi sang rus tang tam ma hang bu mi ram ma nang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. A sa hai trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, viết chăn hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, as trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, há đoạn âm, răm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. A sa ya sa na wit chan ti at ning lo ke pa ram hi cha. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ní đoạn âm, ra trường âm thông thường, xá đoạn âm, yang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, ní đoạn âm, gram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ni ra sa yang vi sang jus tang tá má hăng ru mi ram má năng. Con xin đọc lại nguyên câu Pháp Cú 410. A sa yat sa na vit chan ti as ning lo ke param hi cha ni ra
sa yang vi sang jus tang tam hang ru mi ram ma nang a sa ya sa na vi chan ti as min lu ke ta ram hi cha ni ra sa yang vi sang jus tang tam hang ru mi ram ma nang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 410. A sa yat sa na vi chan ti as bin lo ke pa ram hi chan ni ra sa yang vi sang yut tang ta ma hang pu mi pam ma nang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. A sa yat sa na vi chan ti as bin lo ke pa ram hi cha. A sa hai trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, vít chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, át trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, ram trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. A sa yasana vít chan tí át min lô kê pa ram hí chá. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ni ra sa yang ni sang yut tang ta ma hang pu mi pam ma nang. Ni là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni là sa dần ni sằng yút tăng hằng phù mí pram má năng. Xin đọc lại. A sa ya sa na vi chan ti as min lo ke pa ram hi cha ni ra sa yang vi sang yut tang ta ma hang pu mi pam ma nang. A sa ya sa na vi chan ti as min lo ke pa ram hi cha ni ra sa yang si sang yut tang ta ma hang pu mi pam ma nang. Dạ, con xin đọc kệ ạ. A sa ya sa na vi chan ti asmin loke param hi cha niya sayang vi sang yutang tamahang pro mi pan manang asaya sa na vi chante asmin loke param hi cha niya sayang vi sang yutang tamahang pro mi pan manang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong câu pháp cú 410. Dạ, có gì sai sót nhờ Sư Trí Đức và Đạo Tràng chỉnh sửa dùm. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chính Thức, con kính đảnh sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tại Duyên, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Asayasana vichan ti asmin lo ke param vichat ni ra sa yang vichan yut tan ta ma hang bung ni pam ma nang. Asayasana vichan chan ti asmin lo ke pa ram hi cha ni ra sa yang vi san yut tan ka ma hang bum ni pam ma nang. Câu 1 và câu 2. A sa ya sa na vi chan ti asmin lo ke pa ram hi cha.
A sa hai trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, sa na đoạn hai đoạn âm, vứt chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, as trường âm nhấn, minh trường âm đọc hay giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. Câu 3 và 4. Ni ra sa yang vi san yut tang ta ma hằng bùm ni bầm ma nằng. Nấy đoạn âm ra trường âm thông thường, xá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, san trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bù trường âm thông thường, mí đoạn âm, bầm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A sa yas sa na u chan ti as min lo ke pa ram hi cha ni ra sa yang wi san yu tang ta ma hang bum mi bam ma nang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi là Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kệ. Asayasa na vichanti asmin loke param vicha nirasayam visanyuttam tamaham vipammanam. Dạ thưa con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh, con xin tri ân quý sư và con kính tri ân đạo tràng. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bố Sa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 410. A Sa Giá Sa Na Quýt Chàn Tí As Min Lô Kề Bá Rầm Hí Chá Ni Trà Sa Dằn Quýt Sằng Yút Tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. À xà yát xá na vít chẳng tí ác mình lồ kề pa rầm hi cha ni ra xá dằn vít sẵn du tăng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. À xà yát xá na vít chàn tí asmin lô kề ba rầm hi chá à sa yát sa na vít chàn tí asmin lô kề ba rầm hi chá. A sa là hai trường âm thông thường, yát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chàn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, răng là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Ni rà xá dằn quýt sằng vút tằng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Ni rà xá dằn quýt sằng vút tầng tá má hằng rù mí rầm má nằng. Dạ ní là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại hết nguyên câu. A sa yát sa na quýt chằn tí át min lô kề tầm hí chá ni rà sa dằn quýt sằn vút tầng tá má hằng rù mí rầm má nằng. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kệ.
Sayasa na vichan ti asmin loke param hi cha ni ra sayang vichan yun tang ta mahang ru mi ram ma nang. Dạ con xin hết, con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bắt bài. Dạ con kính xin Ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm con à. Dạ con xin xuống mic. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết và âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú 410 hôm nay ạ. Asayasa na vichanti asmin loke barang hichani rasayang visang yuttang tamahang purumi brahmanang. Asayasa na vichanti asmin loke barang hichani rasayang visang yuttang tamahang purumi brahmanang. Asayasa na vichanti asmin loke barang hichani rasayang visang yuttang tamahang purumi brahmanang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Asayasa na vichanti asmin loke barang hicha. Dạ câu số 1, asa là hai trường âm thông thường, yas là trường âm nhấn, xá ná là hai đoạn âm, wik là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 2, as là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lo kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, răng là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ni ra ya sang vi sang yut tang tamahang purumi brahmanang. Và câu số 3, ni là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni ra sa yang vi sang yut tang tá má hăng pru mi brahm má năng. Và con xin lại 4 câu. Asayasa na vichanti asmin loke barang hichani rasayang visang yuttang tamahang purumi brahmanang. Dạ con xin kệ câu pháp cú 410. Asayasa na vichanti asmin loke barang hichani ni ra sa yang vi sang yut tang ta ma hang pru mi pram ma nang a sa ya sa na vi chan ti as min lo ke barang hi cha ni ra sa yang vi sang yut tang tama bhumi tama hang bhumi brahmana. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch
truyền ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai thì cũng mong đạo tràng nhờ ngài ngài xin chỉnh sửa lại dùm con ạ. À. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Giờ niệm từ đã nhìn thấy được bàn tay của Giang Nhật Hà. Dạ kính mời Giang Nhật Hà lên ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 410 ngày hôm nay ạ. À. Asayassana vicchanti asmin loke param hichani ra sayang visang yut tang tamahang bru mi brahmanang. Asayassana vicchanti asmin loke param hichani rasa yang visang yut tang tamahang bru mi brahmanang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. A sa là hai trường âm thông thường. Yas là trường âm nhấn. Sa na là hai đoạn âm. Vic chan là hai trường âm nhấn. Tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lo, ke là hai trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, hí, chá là hai đoạn âm. Asayasana vichanti asmin loke baram hí chá. Và câu số 3 và câu số 4. Nirasa yang visang yut tăng tamahang bru mi brahmanang. Ní là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yut là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nira sa yang vi sang yut tang tamahang bru mi brahmanang. Dạ con xin đọc lại. Asayassana vicchanti asmin loke baram hichani ra sa yang vi sang yut tăng tamahang bru mi brahmanang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi bà la môn. Dạ con xin kệ. Asayassana vicchanti asmin loke baram hicha Nirasayang visangyutang tamahang brumi brahmanang. Asayasana vichanti asmin loke baramhicha. Nirasayang visangyutang tamahang brumi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài, dạ con xin kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. À. Dạ, sa thú lành thai, dạ cảm ơn nhân gian Nhật Hà. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, đảnh lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Và bây giờ Tùy Yên xin đọc bài 110. Cảm ơn. Asayasana vicchanti asmin loke param hicha. Asa hai trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, xá ná
hai đoạn âm, quýt chan, hai trường âm nhấn, tí, đoạn âm, as, trường âm nhấn, minh, trường âm giọng nguyên âm, lô kê, hai trường âm thông thường, bá, đoạn âm, râm, trường âm nhấn, thí, chá, hai đoạn âm. A sa ya sa na quy chan ti asmin lo ke pakam hi cha. Đoạn 3 và 4. Ni là đoạn âm. Ra trường âm thông thường. Sa đoạn âm. Văn trường âm giọng nguyên âm. Quý đoạn âm. Sang trường âm giọng nguyên âm. Yut trường âm nhấn, tăng, trường âm giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hăng, trường âm giọng nguyên âm, ru, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, râm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, năng, trường âm giọng nguyên âm. Ni ra sa yang vi sang yu tang tam hang ru mi ram ma nang a sa ya sa na vi chan ti asmin lo ke pat rang hi cha ni ra sa yang vi sang yu tang tam hang ru mi ram ma nang. Dạ tự nhiên xin kể. Asayasana vichanti asmin loke param hicha nirasayang virang visangyutang tamahang rumiramanang Asayasa na vichanti asmin loke paramicha nirasayang visangyutang tamahang rumiramanang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà Lâm. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ tự nhiên đã kể và phân tích xong. Nếu có sai, xin đạo tràng và ngài chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Quang Thanh. Dạ, kính mời. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Đại Duyên và kính lễ quý sư trong đạo tràng. Là con kính chào các quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 410. A sa zat sa na quy quy chan ti ác mình lô kề ba rằm hi cha ni ra sa rằng quy rằng rút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Phân tích câu 1 và câu 2. A ca rat sa na quy chan ti ác mình lô kề ba rằm hi cha. A là trường, A sa là hai trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoàn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoàn âm. Câu 3 và câu 4. Ni ra sa sang quy sang rút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Ni là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin hỏi toàn bài. A sa rát sa na quy trần ti a ắc mình lô kê ba ra hi cha ni ra sa sằng sa rằng quy sằng rút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng a ca rát sa na quy trần ti ắc mình lô kê ba rằm hi cha ni ra sa sằng sa rằng quy sằng rút tăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Người không có hỉ hi thì cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát ta gọi bà la môn. Đấy là của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bắt bài. Dạ con đã trả bài xong, con xin xuống mic. Con có sai thì mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính lễ sư Trí Đức, con xin kính lễ sư Pháp Trang, con xin kính lễ quý cô tu nữ, xin kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 410. Asaya sanavichanti asmin loke param hichani ra sayang vissang suttang tamahang rumi brahmanang. Asaya sanavichanti asmin loke param hichani rasa yang visang yuttang tamahang rumi brahmanang. Dạ con xin được phân tích. Asa hai trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, vich trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, as trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. Dạ câu 3, câu 4. Ní đoạn âm, ra trường âm thông thường, xá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dút trường âm nhấn, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Asaya sanavichanti asmin loke param hichani rasayam visang yuttang tamahang rumi brahmanang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát gọi bà la môn. Dạ là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Con xin cảm ơn Tâm Hạnh đã bót bài, xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Ngài Sư Pháp Trang. Quý bà và quý cô tôn nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc
kệ nhập pháp cú câu số 410. Yasa asana vichanti asmin loke parang hichan parang hicha nirasa sang visang buttang tamahang pumi pramanang. Con xin đọc hai kệ đầu và phân tích hai câu. Asana vichanti asmin loke parang hicha. Hi cha, asa là hai trường âm, yasa là yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ná là đoạn âm, vi là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, min là trường trường âm đọc theo giọng nguyên âm, loke là hai trường âm thông thường. Pá răng, pá là trường âm, pá là đoạn âm, răng là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm, ni ra sá sang, và con xin đọc câu 3, câu 4 ạ. Ni ra sá sang, vi sang, vút tăng, tá ma hằng, phù mi pra ma năng. Ni là đoạn âm, ra sá là hai trường âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý sang nhất tăng, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhất là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hằng, tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm, mí là đoạn âm, pramanang, prak là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, và con xin kệ. Yasa yasa navijanti asmin loke para hija. Nirasa sang vi sang vụt tăng ta ma hăng phu prama năng ta ma hăng phu mi prama năng. Người có hy cầu đời này và đời sau không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Dạ, con xin đọc lại bốn câu kệ. Yes, asa asa yasa navi chanti asmin loke parang hija nirasa sang vi sang yutang tamahang pru mi pramanang mi pramanang. Dạ, con xin con đã đọc hết rồi ạ. Và dạ, và con xin quý sư và quý đạo tràng sửa đổi cho con. Con xin cảm ơn và con xin mời quý vị sau. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng với cô tu nữ ạ. Con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh pháp cú 410 ạ. Asajasana vichanti asmin loke param hichanira sayang visang chuttang tamahang prumi brahmanang. Asa yasa vismin loke param hichanira sayam visam yuttang tamahang rumi brahmanang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Asa yasa na vichanti asmin loke param hicha. Asa là hai trường âm, yas là trường. Asa là hai trường âm thông thường, yas là trường âm nhấn.
Xá ná là hai đoạn âm, huyết là trường âm nhấn. Sa gian chan là huyết, chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, pá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Con đọc lại. Asajasana vichanti asmin lô kê param hí chá. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ni ra sa yang vi sang yu tang ta ma hang ru mi brahma nang. Ni là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mi là đoạn âm, Ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni ra sa yang vi sang yu tang ta ma hang ru mi brahma nang. Con xin đọc lại cả bài. Asayasana vi chanti asmin lo ke para param hi cha ni ra. Ni ra sa yang vi sang yu tang ta ma hang ru mi brahma nang. Asajasana vichanti asmin loke paramahichani rasa yang visang yutang tamahang rumi brahmana. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kể. Asajasana vichanti asmin loke param hi cha nirasayang visang yutang tamahang rumi brahmanang. Asajasana vichanti asmin loke param hi cha nirasayang visang yutang tamahang brumi brahmanang. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời chị Trần Phụ ạ. Dạ, con xin kính chào chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Để cho con đọc bài. Asayasa navichanti asmin loke parang hicca nis là sa dành vi sành vô tành tá ma hành rù mi rầm ma nành a sa ya sa na vi chan ti asmin lo ke ba rằng hi cha ni ya ni ra sa dành vi sành vô tành tá ma hành rù mi rầm ma nành. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Là bài dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cho con kệ. Asayasa navanti asmin loke barang hija nirasayam visang yutang tamahang rumi ramanang. Dạ, con xin mời quý có tiếp, con xin xuống mic.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Tu Nữ Trì Duyên, cảm ơn Thiện Vũ Kim Nhung Thanh Vang ở Quỳnh Giang Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Tri Tôn Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô Tu Nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh, cô Tu Nữ Trì Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Hà ơi, Hà trả bài chưa Hà ơi? Alo. Dạ Hà trả bài chưa Hà ơi? Dạ còn vị nào chưa trả bài xin cho một tín hiệu Nhật Quỳnh sẽ nhận mất ạ. Chính xác luôn hả? Dạ trước rồi được. Dạ sao cũng được hết. Nhật Quỳnh tính câu giờ Nhật Quỳnh thở một cái. Dạ cảm ơn mình Quỳnh Giang Nhật Hà trả bài chưa. Dạ nếu chị con xin được trả bài ạ. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ con xin trả bài câu Pháp Cú Kinh 410. Asayasana vichanti asmin loke baram michanira sayang visang yut tang tamahang su mi sammanang. Asayasana vichanti asmin loke baram michanira sayang vi. Con đọc sai rồi, cho con đọc lại. Akayasana vichanti asmin loke baram michanira sayang quý sanh vượt tăng tam ma hằng su mi sam ma năng. Dạ cho con đọc lại lần nữa. Asayasana vichanti asmin loke baram hichanira sa yang quý sanh vượt tăng tam ma hằng su mi sam ma năng. Xin duyên trả bài cho Quỳnh Giang Nhật Hà. Quỳnh Giang Nhật Hà cho biết tín hiệu để có gì thật vẽ xin duyên một cái nha. Người không con xin phân tích câu 1 và câu 2. A sa hai trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, quyết trường âm nhấn, tranh trường âm nhấn, tí đoạn âm, as trường âm nhấn, min trường âm đọc theo dòng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, ba đoạn âm, râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. Asayasana vichanti asmin loke baram hicha. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Ní đoạn âm ra trường âm thông thường, xa đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô trường âm thông thường, thì mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi ra sa văn quy, đi ra sa văn quy sang yut tăng tam hàng su mi sam ma năng. Dòng xin ôm lại hết bốn câu. Asayasana vichanti asmin loke baram hichani rasayang visang yut tang tamahang su mi sammanang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và thông tích có sai, con cũng thỉnh Ngài và Đạo Tràng sửa cho con ạ. À. Dạ con xin kệ ạ. À. Asayasana vichanti asmin loke baram hi cha. Nirasayang visang yottang tamahang su visammanang. Asayasana vichanti asmin loke baram hi cha. Đi ra sai văn vì sang vô tăng tạm ma hăng su vì râm ma năng.
Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục mình kính cảm ơn đạo tràng. Vậy bây giờ mời Xích Hà nha, mời Xích Duyên nha. Dạ, nhục mình xin xuống mít ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sàng Khai, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài. Asayasana Uchanti Asmin Lo Kê Param Hicha Nit Rasayang Wisam Yutang Tamahang Pumi Brahmanang A sa yát sa na wut chan ti as min lo kê ba ram hi cha nít ra sa yang wut sang yut tang tama hang ru mi brahma nang. Dạ, con xin phân tích. A sa là hai trường âm thông thường, yát là trường âm nhấn, sa na Sana Wit là ba đoạn âm, Chan là âm, nhấn tí đoạn âm, As, As là trường âm nhấn, Minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Lô trực Lô Kê hay trường âm thông thường, Bá đoạn âm, Râm trường âm nhấn, Hí Chá Ní là ba đoạn âm, Ra trường âm thông thường, Xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dứt trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Asa yasa na uchanti asmin loke param hijani ra sayang uchang yutang tamahang bhumi brahmanang. Người không có, người không có đi có đi cầu đời này và đời sau, không đi cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Asayasana Uchanti Asmin Loke Baram Hicha Nira Yasayam Usam Yuntang Tama Hang Tu Mi Brahma. Dạ con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin mít lại. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Hà 420 tuổi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con thấy không còn bàn tay của vị nào đưa lên. Dạ, con cung thỉnh ngài trở lại máy ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Tâm Hạnh đã phát bài và cảm ơn tất cả những bàn tay quý vị đưa lên. Dạ, trong đó có cô tu nữ Tị Duyên. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh trả bài chưa gì cô? Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ ngài có trở máy, đã trở lại máy chưa bạch ngài? Cho con xin một tín hiệu à. Alo, alo. Vừa khô lên giá đó bạch ngài ơi. Chắc ngài bận việc rồi cái gì ơi. Chắc ngài bận việc ở dưới chùa rồi, chứ không thì ngài đã xuất hiện rồi.
Dạ, Kim Nhung có thấy Ngài xuất hiện không Kim Nhung? Nhiều khi má Nhật Quỳnh nên nó có cơn, Ngài đưa tay không thấy. Dạ, vậy giờ làm sao giờ Kim Nhung? Không có Ngài làm sao giờ, còn vị nào chưa trả bài không Kim Nhung? Kim Nhung điểm danh đi, Nhật Quỳnh mời lên trả bài tiếp trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Con Hành Kiếm hả? Dạ, Hành Kiếm ơi, Hành Kiếm còn trước máy không? Alo, alo. Mau lên, đưa bàn tay cũng xinh đẹp lên nha, chắc bán cà phê đắt rồi Kim Nhung ơi. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Đầu năm sinh nhật Quỳnh đi bán dừa hả? Ông ai mua? Bán dừa khô. Ai, bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Hôm nay quý vị đọc hay. Và hay á, là phải nói cô tu nữ tự duyên là hôm nay có giọng kệ thế. Nghe nó mượt mà hơn những lần trước ha. À, những lần trước khi cô tu nữ tự duyên nghe cái giọng kệ thì bà con muốn chạy. Nhưng mà hôm nay thì cô tu nữ tự duyên có giọng kệ thấy ấm áp ha, đi vào lòng người. À, khen như vậy mà không biết cô tu nữ tự duyên còn còn thức hay là đọc xong đi ngủ mất tiêu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vân ha. Câu Phật ngôn 410. Quý vị rất tiến bộ. Câu đầu tiên: Asayasanavichanti. Câu này có 4 từ ha. Chữ Asa là 1, Yasa là 2, Na là 3, Vichanti là 4. Vậy thì chữ Asa, Asa nó là một danh từ nữ tính ha. Akrantaisilinga. Asa ở đây nó đứng làm chủ cách số nhiều. Chủ cách số nhiều tức là Bathama Bahuvachana Vipatti. Asa có nghĩa là sự mong cầu, những sự mong cầu, những sự mong mỏi. Mà người ta gọi là cầu ha, chỉ cầu, tầm cầu á, những sự mong cầu, những sự mong mỏi. Ý nghĩa của chữ asa. Từ thứ hai, yasa. Yasa do đệ từ giá, đệ từ quan hệ. Đệ từ giá anh đây nó là giá xá, là của những người nào, của người nào. Chỉ sự mong cầu thành là chỉ sực ha, trời ơi khổ vậy. Sự mong cầu thành mong mỏi. Rồi nó là không. Quyết tranh tí động từ số nhiều. Động từ số nhiều này nói lên cái gì? Được tìm thấy có, được tìm thấy có, được tìm thấy có nghĩa là hy vọng. Hy ở đây là hy vọng ha. Được tìm thấy. Asayasanavichanti là những sự mong mỏi của người nào không có sự tìm thấy, không có sự tìm thấy thì đây được dịch là, ở đây được dịch là người không có hy cầu. Hy là hy vọng, cầu là tầm cầu, tìm kiếm, mong mỏi. Rồi câu số 2. Asmin loke param hi cha. Asmin loke param hi cha. Chữ asmin có nghĩa là do cái từ y đăng, một đại từ nam tính.
Nhâm ý đang ở đây được chia theo định sở cách số, định sở cách số x ha. Định sở cách số x có nghĩa là cách dây thứ bảy. Sát tầm ý vì phá tí e cao quá trần á. Cho nên chữ y đăng biến thành asmin. Asmin. Mà chữ asmin hay là chữ y đăng này thì theo sau nó một từ nữa. Đó là loke. Asmin loke. Loke do cái từ loka. Mà loka được chia theo định sở cách số x luôn. Sát tầm ý vì phá tí e cao quá trần á. Lô cá biến thành lô kê. Vậy thì Asmin lô kê là trong thế giới này, trong thế gian này. Trong thế gian này. Rồi. Ở đây chúng ta phải hiểu câu số 2. Asmin loke, trong thế gian này, cha là và. Paramhi, paramhi do cái từ para. Para tức là thế gian này và thế gian khác. Thế gian này và thế gian khác. Tức là trong đời này và đời sau. Chúng ta phải hiểu câu số 2 này, trong thế giới này và thế giới sau. Ngài Hòa Thượng dịch là đời này và đời sau. Làm gì mà chữ thên ta ơi, hôm nay sinh nhật Quỳnh hay có nhiều cái chữ viết lạ lạ ha, trên thế gian khác, hoặc là chữ sực mong mỏi ha. Trong thế gian này và thế giới sau, trong thế giới này và thế giới sau, hoặc là đời này và đời sau. Rồi bây giờ qua câu số 3. Ni ra sa yang vi sang yu tang. Máy nó kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện cho mình, cho máy nó biết gì mà nó kiếm chuyện ha. Con người kiếm chuyện thì có, cho máy móc mà kiếm chuyện thôi, người ta bỏ của chạy lên người hết. Ni ra sa yang vi sang yu tang. Ni ra sa yang, ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ni có nghĩa là không, là lìa. Rồi a sa yang do cái từ a sa giá. A sa giá là một danh từ nam tính. A kran tap phun rin ga. Asaya có nghĩa là việc mong cầu, sự cung ứng. Việc mong cầu, sự cung ứng. Nhưng mà ở đây Asaya được chia theo đối cách số x đối tỷ giá quy phát thế có quá trình á. Cho nên Asaya biến thành Asaya. Nhưng mà có chữ lý ở phía trước. Ni ra sát dân là không mong cầu, không mong cầu. Rồi ni là không, lìa ra sát giá được mong cầu sẽ cung ứng. Ni ra sát dân là không mong cầu. Từ thứ hai, quý sân yốt tăng. Quý sân vô tăng, chúng ta thấy chữ quý cũng là không nữa. Quý là không. Nó tương đương với chữ ní ha, với chữ ná, với chữ anh, với chữ á. Thì chữ quý là không. Sân vô tăng do từ sân vô tá là ràng buộc. Nhưng mà chữ sân vô tá này được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vừa phát thị hệ câu quá trình á. Sân yốt ta biến thành sân yốt tăng và có chữ quý ở phía trước. Quý sân yốt tăng là không bị ràng buộc. Quý sân yốt tăng là không bị ràng buộc.
Vậy thì câu số 3, không hy cầu giải thoát, không ràng buộc, tức là giải thoát rồi. À, không hy cầu, không mong cầu thì giải thoát. À, và tamahang pramitam ta gọi vị ấy là bà la môn. Câu Phật ngôn 410 cho chúng ta ý nghĩa: người nào không còn những sự mong cầu ở đời này và đời sau, không mong cầu, không ràng buộc, ta gọi vị ấy là bà la môn. À, xin lặp lại ha. Người nào không còn những sự mong cầu ở đời này và đời sau, không mong cầu, không bị ràng buộc, ta gọi vị ấy là bà la môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: rỗng không chẳng một hy cầu, đời này đời kế chẳng đâu bận lòng, thảnh thơi siêu thoát trần hồng, những người như vậy đúng dòng bà la môn. Rỗng không chẳng một hy cầu, đời này đời kế chẳng đâu bận lòng, thảnh thơi siêu thoát trần hồng, những người như vậy đúng dòng bà la môn. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu: người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi bà la môn. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi bà la môn. Rồi, như vậy thì trong ý nghĩa từ vựng có chỗ nào rắc rối, có chỗ nào quý vị thấy không nắm rõ thì quý vị cứ thắc mắc thôi. Nếu không có thắc mắc thì bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 410 được thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, và ngài đã đề cập đến vị tướng quân chánh pháp. Alo, trong giáo pháp của bậc đạo sư thì tướng quân chánh pháp là ai? Alo. Đi ngủ hay rồi? Ngài Sariputta Thera. Putta Thera, đúng rồi. Sariputta đó là vị tướng quân chánh pháp. Tại sao đề cập đến ngài Sariputta? Lý do như thế này. Ngài Sariputta cùng với 500 vị tùy khưu tùy tùng, tức là riêng cá nhân của ngài, tức là có 500 vị tùy khưu tùy tùng, thì một hôm ngài với 500 vị này đi đến một cái ngôi tịnh xá để an cư kiết hạ. Và những người cận sự nam, cận sự nữ trông thấy ngài Sariputta đến thì rất là hoan hỷ và chuẩn bị rất là nhiều y. Khi mãn mùa an cư, chưa đến ngày lễ dân y, thì ngài Sariputta đã nhận lời yêu cầu và ngài trở về yết kiến bậc đạo sư, tức là hữu sự Đức Phật triệu về. Cho nên ngài lật đật đi về, và trước khi về thì dặn bảo với chư tăng, những cái vị tùy tùng của ngài trong cái số 500 vị, nói rằng khi mà các thiền gia, thiền nam tín nữ dân y, tức là khi tới cái kỳ mà tự tứ xong, tới cái mùa dân y, thì hãy để cho các vị tỳ khưu với những cái vị sa di kẻ, tức là cái số y đó, hãy nhận và chia cho những cái vị tỳ khưu, những vị tỳ khưu kẻ, sa di kẻ an cư kiết hạ tại ngôi tịnh xá này. Thì khi mà dặn bảo như vậy rồi, khi mà chia y xong xuôi hết rồi thì báo cho ta biết cái sự việc đã thành công hay thất bại thế nào, là có đủ hay cho các vị tỳ khưu, các vị sa di tùy tùng của ta mà còn ở lại an cư kiết hạ tại nơi này.
Và sau khi dặn bảo như vậy xong thì Ngài lên đường về chùa Kỳ Viên để kiến một đạo sư. Nhưng mà những vị tỳ kheo khác bàn luận với nhau thế này: mãi đến hôm nay chúng ta mới biết chắc chắn là Ngài Sariputta là người còn vương mang, còn nhiễm, còn nặng về ái dục. Thật vậy, vì Ngài trưởng lão đã dạy các vị tỳ kheo khi mà các thiền gia nam tử dâng y cho chư tăng, thì các vị hãy gửi y cho cái nhóm đệ tử của mình, hoặc là cắt đi rồi nhắn tin cho ta được biết, lặp lại những lời nói của Ngài Xá Lợi Phất trước khi Ngài đi về ý kiến bậc đạo sư. Thì ngồi bàn luận như vậy trong giảng đường. Chính lúc đó Đức Phật ngự đến và hỏi: Này chư tỳ kheo, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Và các vị tỳ kheo còn phàm á, mới trình bạch Đức Phật về cái vấn đề mà Ngài Xá Lợi Phất còn vướng mắc những ái dục phiền não, tức là lo cho đệ tử của mình trước khi đi về yết kiến một đạo sư, mà còn nhắc nhở bảo phải y bác phải chia ra rồi báo cho ta được rõ. Thì khi mà nghe như vậy, Đức Phật mới nói là: Này chị được không, con của Như Lai không còn ái dục, nhưng mà vị ấy nói như thế vì nghĩ rằng không bị thiệt cho các thiền gia nam tử về cái phước báo do sự cúng dường ấy. Đó cũng là một lợi lộc phát sanh một cách chân chánh đến các vị tỳ kheo và các vị sa di cả. Khi mà Đức Phật nói như vậy xong thì Ngài mới thuyết lên câu Phật ngôn 410 này để giống như thanh minh thanh nga cho Ngài Ngài Sariputta. Asayasanavichanti asmin loke param hitanira sayam visangyuttang tamahang pru mikramanang. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi bà là môn. Và khi Đức Phật Ngài thuyết lên Phật ngôn này, thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà quả. Duyên sự câu Phật ngôn 610 cho chúng ta thấy, trong khi mãn hạ được nhiều y pháp chủ không chia lại gửi đi cho các chùa xa sư tuổi trẻ, còn dư sau thì đến sa di tăng chấp. Ngài tha mái vị thiên Phật rằng: Lậu tận chẳng tình riêng, đời này đời khác đều vô dục, ta gọi Bà La Môn chí thiền. Như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất vì lợi lộc của tăng đoàn không riêng gì trong cái nhóm đệ tử của mình, mà còn gửi đi các cái chùa khác cho những cái vị mà thiếu thốn. Thì đây là một cái tấm lòng bác ái vị tha, một cái sự hiệu gọi là lành thay tăng chúng, lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay giáo pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, và lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Thì tăng bảo lục hòa ở đây tức là Ngài không vì cá nhân của Ngài, Ngài không có thòi nhận gì hết á. Bởi vì nếu mà theo cái ý nghĩa về luật á, thì Ngài được Đức Phật gọi về, và nếu mà quá 7 ngày á, thì Ngài bị đức hạ. Nhưng mà Ngài đi về trình diện Đức Phật rồi Ngài trở lại thì không bị đức hạ. Nhưng mà Ngài đi, Ngài lại bảo chư tăng hãy thọ nhận những y bát đó, đem chia cho những vị sa di tỳ kheo không riêng gì nhập hạ đó, mà những ngôi chùa thiếu thốn nữa. Thì đây là một cái
cái hạnh của một cái vị trưởng lão, cái gương của một vị pháp chủ, một vị tướng quân chánh pháp, có cái tâm rộng rãi nghĩ tưởng đến chi tăng, chứ không phải là coi như bao nhiêu cái là gom hết vô một mình. Và trường hợp này cũng bị ngộ nhận, tức là đức vua U Đề Na dâng y đến ngài ngài Ananda, mà ngài nhận một lần tới 500 bộ. Ông vua này ông mới thắc mắc rồi, mình ngài mà ngài nhận gì nhiều vậy, tham quá vậy. Thì ngài Ananda ngài mới nói là phải bằng tăng tham, mà đây là do niềm tin của thí chủ. Bằng tăng nhận để rồi về phân phát cho những cái vị thiếu thốn. Rồi ông vua còn thắc mắc hỏi, nếu mà sử dụng cái y thế này xài tới bao lâu thì hư, mà khi hư cũ rồi thì bây giờ cái y này để làm cái gì nữa? Thì ngài Ananda nói, khi sử dụng bộ y này mà tới khi cũ rách mà vá trần quá chục mà không còn sử dụng được thì sẽ dùng làm cái vải để trải làm cái ngoại cụ để trải nằm, hoặc là khi nào nó bệ rạc quá rồi thì dùng làm dễ chùi chân, mà khi dễ chùi chân mà đến cái mức độ không sử dụng được nữa thì nhồi vô với đất sét để làm cái gì, làm gạch để mà dán lên thiên tượng cho nó giữ được hơi ấm, tránh nắng mưa, rét vân vân. Thì như vậy khi mà ông vua ông nghe như vậy thì ông qua nghĩ mới dâng tới 500 bộ. Thì khi mà dâng như vậy thì ngài hỏi cái dùng của cái y, thì ngài Ananda trình bày như vậy. Và đức vua U Đề Na rất là hoan hỷ, bởi vì đôi chị tăng có sự san sẻ cho nhau, nhận không phải là hưởng một mình, cũng giống như Sa Di Su Khá, quý vị biết ôm mình bác đi khất thực, rồi đem cái vật thực đó chia cho chị tăng, rồi đi ra chợ, người ta hoan hỷ với vị Sa Di này dù có 7 tuổi. Nhưng người ta dâng y rất là nhiều, vị này cũng đem chia lại cho chư tăng. Thì chúng ta thấy trên cái tinh thần lục hòa, sống với nhau không có lục đục ha, mà đều có sự an vui, san sẻ với nhau. Cũng thêm một câu chuyện nữa, tức là quý vị mà quý vị biết làm công 3 năm để được ăn một bữa cơm á, làm công 3 năm để được ăn một bữa cơm thịnh soạn như là một vị trưởng giả, thì đó là sau này đó là cái vị tiền thân của vị Sa Di Su Khá. Thì làm công 3 năm cực khổ như vậy không lấy tiền nha, mà làm công để được một bữa ăn, mà khi được một bữa ăn ngon lành như vậy, giống cái tư cách của một ông trưởng giả, một bữa cơm là đáng giá 1.000 đồng tiền vàng, về chưa? Rồi trang trí của 1.000 đồng tiền vàng, rồi đi truyền giao cho khắp kinh thành, bà con tới coi ông trưởng giả ông ăn cơm thế nào. Thì tôi là một người làm công nè, nghèo khổ nè, 3 năm trời tôi cực khổ để tôi thưởng thức một bữa ăn cũng giống như trưởng giả. Khi mà chuẩn bị coi như ngồi vô mâm mà ăn uống, tắm rửa bằng đồ vàng không á, mâm vàng chén ngọc, nên là sung sướng rung đùi để chuẩn bị thưởng thức món ăn, thì bất ngờ một vị Phật độc giác ở trên cái núi gọi nhà Ganh Tháp Ma Na Quát. Thì vị Phật độc giác này xuyên và thấy rằng cái người làm công 3 năm để được một bữa cơm này có duyên lành, và thế là ngài ôm mình bác, ngài đứng trước trước mặt của ông trưởng giả bất đắc dĩ này,
Thì chuẩn bị đưa muỗng cơm vào miệng thì thấy một vị sa môn đứng trước mặt mình. Trong khi tất cả dân chúng mời tới coi cái thằng khùng này 3 năm trời làm vất vả mà chỉ đổi lấy một bữa cơm, để coi cái thái độ lúng túng nó như thế nào. Ai ngờ khi mà chuẩn bị ăn thì gặp Đức Phật Lục Giác ngài đứng phía trước. Thì anh này anh mới suy nghĩ, tại sao mà mình phải cực khổ 3 năm có được miếng ăn, mà bây giờ có vị sa môn đứng trước mặt của mình. Cái vị này với thần thái, với tư cách, với tướng hảo quang minh thế này, vì coi như một cái sự tu tập mà để đạt đến sự an tịnh như vậy, tức là đây là phước điền chúng ta phải dây dàng. Thế là ông ta từ bỏ bữa cơm đó, đem tới dâng cúng cho Đức Phật Lục Giác. Khi mà xớt được nửa bình bát rồi, Đức Phật đẩy tay lại, nó còn phần của ngươi, ngươi cứ dùng đi, dâng xớt hết cho ta thì ngươi sẽ đói. Nhưng mà anh chàng làm công 3 năm để được bữa cơm này, nghĩ rằng đây chỉ là một phần cơm, mà một phần cơm thì chỉ một người dùng. Mình làm phước có phần nữa như vậy thì cái phước không trọn vẹn. Thôi cũng vừa hết cái phần cơm của mình. Cơm ngon lắm mà, mới là cơm của một vị trưởng giả mà bây giờ coi như là ăn một mình nữa, thì ăn nửa phần ăn cũng nó thôi, vì dân cũng cho hết cho rồi. Được Phật chúc phúc ha, chúc phúc. Và cái người mà dâng cơm đó mới phát nguyện rằng vô hồn phước mà con cúng vật thực đến cho ngài, con nguyện rằng con sẽ đắc được những pháp, con sẽ được thành tựu những cái pháp mà ngài đã chứng đạt. Chỉ nguyện như vậy thôi, trong công in chết. Chúng ta đâu có thấy rằng cái ông này cũng làm phước mong cho sau này cũng không có bị đói, làm phước để được sanh về cõi trời, làm phước để thọ hưởng ngũ dục không, làm phước để được sự an vui, nhưng ngài đã đặt cái pháp gì đó không biết, nhưng mà ngài được cái gì đó là phần phước mà con dân dân ngài sau này cũng được giống như ngài vậy đó. Đó một cái là một cái lời phát nguyện mà chúng ta thấy vô lậu ha, mới đâu mong cầu ngài đắc được pháp gì thì con sẽ đắc được pháp đó thôi. Và Đức Phật Độc Giác ngài quán coi anh chàng này có cái duyên đó hay không, có thành tâm hay không, và ba la mật có tròn đủ hay không. Và khi quán thấy anh chàng làm công cực khổ 3 năm để có được một bữa ăn thế này, Ba La Mật này có tương lai sẽ thành công, cho nên Đức Phật Độc Giác mới phát là mới chúc phúc. Ít thị tăng ba thị tăng tum hằng chiếc phẩm mê quá sắm mít chặt tu, ngươi nguyện cầu như thế nào thì sẽ thành tựu như ý. Nguyện cầu thế nào sẽ được thành tựu như ý nguyện của người. Bởi vì thấy tâm lực của cái người này mạnh quá, và để cho cái niềm tin được sinh khởi, Đức Phật Độc Giác đó ngài dùng thần thông ôm cái bình bát bay về núi Ganh Tháp Ma Nậu Quá. Và cái thần thông của ngài để cho anh chàng làm công 3 năm được một bữa ăn này thấy rõ luôn, từ đây mà về cái núi ha, rồi dùng cái vật thực của bình bát này, vật thực chỉ có một người ăn thôi, nhưng mà khi mà chia vật thực đều đến 500 vị Phật Độc Giác nữa, chỉ một bình bát như vậy mà chia đều ra 500 cái bình bát nữa. Thì quý vị thấy rằng cái phước bất khả tư nghị, cái phước nó bất khả tư nghị. Anh chàng làm công 3 năm để được một bữa ăn, anh thấy như vậy anh quan hỷ quá, phi lạc phát sanh lên.
phát sanh lên, không thấy đói nữa. Nhưng mà khi mà ảnh bố thí vật thực mà đến Đức Phật á, dân cúng vật thực đến Đức Phật, thì quý vị biết rằng bà con ngạc nhiên, sa thú hoan hô vỗ tay, không biết là hồi đó có đốt pháo không nữa chứ, nghĩa là rất là hoan hỷ, nghĩa là làm cho kinh động cả cái vùng đó. Cho ông trưởng giả mà phải như chủ á, khi mà được yêu cầu là tôi chấp nhận làm công 3 năm để được một bữa cơm giống như ông như vậy, thì cái ông trưởng giả ngồi trong vật thì ông mới nói út xong rồi lá lúa ồn ào, chắc cái thằng khùng này nó không biết cách sử dụng mặc áo hoặc là tắm rửa hoặc là chuẩn bị một cái tư thế trưởng giả để cho bà con họ coi như cười nhạo nó sao mà lá lúa ồn ào. Ông mới bảo Tùy Tùng đi ra coi nó làm gì mà bà con la lố ông chồng vậy. Nhưng mà khi gia nhân bà bảo, ông ta mới ngạc nhiên. Wow, làm công 3 năm để được một bữa ăn, vậy mà dám hy sinh bố thí cái phần cơm của mình đến một cái vị sa môn không quen biết gì hết. Sao có trường hợp này hi hữu dữ vậy, đặc biệt quá vậy. Và thế là được rồi, ta sẽ tổ chức cho nhà người thêm một bữa ăn nữa để bù lại ngày hôm nay người nhìn đói, đã bố thí rồi, người nhìn đói thôi, ta sẽ tổ chức lại cho người. Và quý vị thấy rằng mình bố thí đâu có mất, mà còn được ông trưởng giả này quán nghĩ rồi cho làm tiếp, và ông ta chia phân nửa gia tài của mình đến cho cái người làm công này. Bởi vì cái người làm công này có một cái hạnh mà ông ta cả cuộc đời chưa bao giờ thấy hy hữu, do cái phước bố thí. Thì như vậy chúng ta thấy qua câu chuyện này, thì quý vị có ý kiến làm sao? Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi bà là mồ. Thời gian 12 phút nữa nhường lại cho quý vị. Thôi thì bây giờ mời Huỳnh Giang Nhật Hà có ý kiến đi. Alo alo, Giang Nhật Hà ơi, sao đây? Chị Kim Nhung nghe chán quá bỏ chạy rồi nè, xin phép rời room nè. Rồi Vinh Văn Nhật Hà có chốt máy không? Sao mời im ru vậy ta? Rồi chị Kim Nhung bỏ chạy rồi nè. Rồi thôi không ai có ý kiến hả? Mời chị Phúng, Tô Thị Phúng ý kiến sao về câu Phật ngôn này? Hôm nay đọc hay quá, phải lên có ý kiến chứ. Ý kiến tại sao mình đọc hay nè, chắc câu Phật ngôn này có những cái điểm nào tâm đắc ha. Rồi mời Siết Phúng. Rồi chạy đâu mất tiêu nữa rồi. Rồi Siết Từ Man nghe cũng sợ quá, ai mời đâu mà bỏ chạy, mời Siết Phúng mà nè, nghe Siết Phúng nói chuyện đã. Dạ, con xin trước hết kính lãnh lễ chư tôn đức tăng và toàn thể quý cô tu nữ, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, câu này nó quá cao siêu, con không có ý kiến gì hết ạ. Tại vì đối với con suốt ngày cứ tầm cầu mong mỏi hết cái này tới cái khác, câu này của tất cả vị A La Hán nó cao siêu quá, con không biết cái gì để nói hết ạ. Con xin lỗi nha. Chính con là những người phàm cho nên là cứ mong mỏi muốn hết cái này tới cái khác, muốn bỏ mà bỏ chưa có được, nó chỉ có giảm được chút xíu là lấy tối ngày cứ tham sân si đủ thứ hết ạ. Dạ con không dám có ý kiến gì hết, dạ con xin lỗi.
Alo, dì Sĩ Nhật Quỳnh nói, Sĩ Phúng nói chuyện nghe dễ thương ha. Mà không biết bà con có thấy dễ thương hay không. Có ý kiến thôi, nói con này coi như cao siêu quá đối với các vị A-la-hán. Đây là Đức Phật gọi là Bà La Môn chứ đâu phải gọi ông La Môn đâu ha. Bà La Môn thì quý bà có ý kiến chứ. Nhưng mà ở đây một điều để cho chúng ta thấy những câu Phật ngôn này, tâm trạng của những người nào mà hữu duyên thì Đức Phật Ngài mới nói, còn chúng ta vô duyên thì nhiều khi lấy những câu Phật ngôn này để làm kim chỉ nam. Chứ không phải là chúng ta có duyên mà hiểu được ý nghĩa câu Phật ngôn này. Bởi vì Đức Phật là một cái vị mà gọi là thiên nhân chi đạo sư Purisattham-sattha-dhamma-nu-sa-nang, Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Và Ngài cũng có một cái duyên để tế độ những người hữu duyên nên tế độ Satha-purisattham-sattha-rathi. Thì như vậy chúng ta không nằm trong những cái loại hữu duyên đó, những người hữu duyên đó, mà chúng ta sinh sau để muộn. Thế rồi khi gặp những câu Phật ngôn này, chúng ta lấy đó làm những cái bài học để mà nương theo, lấy gương của các vị thánh để chúng ta nương theo đó, để cải chánh tri kiến, để thấy được sự thật một cách tương đối chứ không phải sự thật của chân đế ha. Thì chúng ta với câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta học hỏi và có kinh nghiệm trong cuộc sống, chứ không phải là chúng ta nằm trong cái trường hợp này. Chúng ta không nằm trong những trường hợp này, mà chúng ta coi những lời dạy của Đức Phật dạy bảo những người khác và chúng ta noi theo gương đó, noi theo gương đó. Người không có hy cầu, như Sĩ Phúng nói, còn mong mỏi tầm cầu, còn ái dục, còn tham muốn. Thì chuyện đó Sĩ Phúng nói như vậy thì cá nhân của chúng tôi cũng là như vậy thôi. Ví dụ như năm nay bị dịch, rồi tình hình chung có những cái chỗ mà người ta ăn Tết không có vui vẻ, giống như Hải Dương ha. Thì bây giờ bị buộc nộp xuất ngoại bất nhập ha. Thì bây giờ người ta ăn Tết một cách đau khổ, mấy năm tung tăng vui vẻ sum vầy nhà này nhà kia, con cháu quy tụ lại đối với ông bà để được lì xì, để được mặc áo mới. Thì năm này mất dịch, người ta không dám đi nhà người này người kia, bởi vì đi nhà người này người kia rồi bị vướng, bị lây nhiễm thì đổ thừa cho nhau nữa, khổ. Và lệnh cấm thì Tết đâu ăn đó, không cho ra khỏi nhà. Thì đó là một điều buồn, không riêng gì ở tại tỉnh Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái cụm, có những cái chỗ người ta cũng khoanh vùng, rồi vấn đề đi lại tụ họp thì cũng hơi khó khăn. Cho nên năm này chùa nào cũng giống như chùa Bà Đanh vậy, Phật tử tới lễ Phật rồi về không có tiếp xúc, bởi vì khi mà tiếp xúc khoảng 20-30 người là dễ bị ăn đòn, bị vi phạm. Và như vậy thì sao? Lễ Phật về và người ta cũng sợ cái vấn đề lây lan của dịch bệnh, không dám đến chùa. Và chùa giống như chùa Bà Đanh, thay vì mỗi năm mùng 1, mùng 2, mùng 3 là chúng tôi có đủ danh sách những người Phật tử họ để bát, tức là nuôi sống cả một năm. Để bát một ngày chỉ có 50 thôi, thì một năm là 600, thế là danh sách 3 ngày là chúng tôi có đủ. Nhưng mà năm này hạn chế vấn đề đi lại, thì
cái đời sống chắc là khó khăn. Cho nên người không có hy cầu là một điều mà sư Phúng nói rất là chính xác. Chúng tôi cũng nằm trong trường hợp đó. Ví dụ như bây giờ cái vấn đề có thực mới vượt được đạo. Bây giờ cơm ăn mà không có đầy đủ thì sao tu đây? À, chúng tôi phải chùa đang có cần trái banh không? Trời ơi, này trái đấm luôn cho trái banh vậy. Ừ. À, như là trường hợp hy cầu ở đây tức là đói. Mà bây giờ kinh tế nên là có thực mới vượt được đạo. Thì cái trường hợp này sư phụ nói cũng đúng thôi. Cá nhân của chúng tôi cũng bị vậy đó. Nên đâu phải như sư kia nói chùa Bà Đanh có cần trái banh không? Không phải. Nà, định luật nó là như vậy ha. Rồi, sa tu sĩ ca sĩ cúng, sự thật là như vậy ha. Rồi, bây giờ sĩ ca Hồng Mai có ý kiến đi. Sĩ Kim Nhung bỏ chạy nè, sĩ cúng có ý kiến vậy thì sĩ Hồng Mai có ý kiến sao đây? Alo, xin mời sĩ Hồng Mai. Rồi, không bỏ cửa chạy lên người nữa rồi hả? Thấy còn ở trong room mà. Không mai nè, 2020 nè, còn trong room nè. Vậy mà sao chạy ra mất tiền rồi? Rồi, đưa tay lên chứ. Trời ơi, mắc cỡ gì không biết nữa. Xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, và con cũng chẳng biết ý kiến như thế nào nữa, thì giống như chị Phúng nói thì tụi con là cái câu này là để dành cho bậc A La Hán. Thì như sư nói thì chúng ta là theo cái câu này, theo cái câu chuyện thì chúng ta cũng học hỏi ở những cái vị thiện trí thức, là khi chúng ta cầu xin cái gì thì cũng có phải có trí tuệ. Còn như tụi con thì cũng là còn phàm phu, là mới tu tập, thì cái sự cầu mong của con thì nhiều khi nó cũng bình thường. Nhưng mà qua những cái câu như thế này thì con sẽ chú ý hơn, cố gắng tu tập, cố gắng khi làm cái việc gì hoặc khi suy nghĩ về vấn đề gì thì cũng có sự suy tư trong đó, chứ không phải là sự suy nghĩ nhất thời. Dạ thì con chỉ có ý kiến như vậy thôi ạ, thưa sư. Dạ con xin xuống mic cũng hết, đã hết giờ rồi thưa sư. Alo, sao tôi chứ không mai. Biết rằng sắp hết giờ cho nên mới gọi sư ca Hồng Mai lên có ý kiến. Cho nên mà thời gian còn nhiều quá, là mời sư Kim là xin lỗi không đủ thời gian để mà nói đâu. Thì xa tu sư Hồng Mai. Với những câu Phật ngôn này chúng ta có nhiều ý kiến, để chúng ta mỗi người mỗi ý như vậy thì nó sẽ làm cho ý nghĩa câu Phật ngôn này rộng rãi hơn. Và với ý kiến của sư Phúng ha, hoặc là sư Hồng Mai, hoặc là vị này vị kia, trong những ý kiến đó có những cái chỗ mà chúng ta tâm đắc và cảm thấy rằng nhiều ý kiến thì câu Phật ngôn này càng sáng tỏ. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ chia sẻ một chiều theo ý nghĩa trong kinh sách như vậy thì nó không được tốt đẹp. Mà ý kiến thực tế của quý vị khi học thì quý vị mỗi người có mỗi cái ý kiến, để rồi chúng ta làm sáng tỏ câu Phật ngôn và chúng ta sẽ hiểu một cách rộng rãi hơn. Mà khi hiểu rộng rãi hơn thì cái sự tiếp thu của chúng ta sẽ tốt đẹp. Sa tu chỉ còn mai sĩ cha tô thị phụng, còn sĩ kim thì bị văn miễn ráng chịu nghe. Rồi, bữa sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Ước phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nát sa chà vát chê nát sô thư vô hô tù sô phát đà. Do lời ân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Phật thầy nha. Xin mời Sức Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày